trong sau này Hữu sẽ dùng tứ ân để cai hòa, để mà điều chỉnh quốc gia. Cái thứ nhất là ân hiếu thảo cha mẹ, thứ hai là ân với Tam Bảo và Phật Pháp Tăng, thứ ba là ân với đồng bào và dân tộc, thứ tư là ân với nhân loại. Còn cái tứ đại trọng ân là đất nước cho lửa, là bên Phật là mình mang cái tứ đại trọng ân là ân trái đất này, ân gió, biển cả rồi vậy đó, tứ đại trọng ân. Nhưng mà mình nói tứ ân của bên Bửu Sơn Kiều Hương, mấy con nghiên cứu cái đó. Thì quốc gia mình nếu mà ai mà hiểu về Bửu Sơn Kiều Hương tứ ân thì người đó là những nhà lãnh đạo lỗi lạc, nó rất là bình thường. Mà cộng nêu cái đạo thiên tâm nữa, hiểu về cha mẹ rồi đọc kinh rồi này nọ thì là chỉ có về trời thôi. Hay gõ cửa mỏ vậy, hay quá vậy. Cái độc hại của thời nay á là gì? Tất cả các thầy luôn á nghe, các ni luôn, tất cả các Phật tử luôn, mấy chục triệu Phật tử, các thầy luôn, họ biết cha mẹ là thiệt, rất là hiền hữu, ai cũng biết trong lòng hết, bảo đảm luôn á, chùa nào cũng biết, nhưng mà họ không bao giờ nói ra và họ không bao giờ tôn kính. Cái đó ở bờ trên có nói sư phụ, là vì họ bị một cái gì đó mình gọi là không có đủ duyên đủ phước. Phật tử thời nay cũng biết có cha trời mẹ đất nhưng mà không tôn thờ, mà trong khi cha trời mẹ đất hiện bây giờ là đang cứu chúng ta, đang là người xử phạt cái hành tinh của mình. Ai đeo dấu thiên tâm là người đó được qua cái nạn này, thời này qua một cách mầu nhiệm, sống còn luôn á, gia đình hạnh phúc nữa, không có thể chết một cách vô ngã lạc loài như là gà ăn vịt heo con chuột bị cản. Bữa qua Houston vui có vui, vui nhiều hơn buồn, buồn không có buồn. Mấy đứa bữa đi thấy Houston mình có gì buồn không? Thù không nhớ tức là không có, phải không? À, nếu cứ nhớ là chắc có. Không có gì buồn. Thì thấy có một cái là giống như mình nói chuyện hơi thẳng quá, làm mấy người ta lời thật nó mất lòng. Bởi vì trước khi vô hồ đi qua bển thì đứa em nó gọi, mình nói phỏng phỏng thôi, không còn nói tên, đứa nào hiểu. Ồ, ở đây sẵn hết rồi, vẽ sơ đồ hết. Wow, anh muốn xây chỗ nào, bao nhiêu phòng mà cho đệ tử ở. Thì tụi em sẵn sàng xây, quỹ tiền nhà băng đầy đủ, đại khái nói. Thì sư phụ mới qua. Nhưng mà nên nhớ sư phụ trước khi đi đâu, mấy con cũng biết rồi. Người có thể gạt người nhưng mà làm sao gạt được sư phụ, sư phụ đó phải là người. Thì sư phụ cũng phải nghĩ là gạt, nhưng mà mấy vị cứ nói cứ đi giao du đi sư đó. Thì sư phụ cứ đi giao du, nhưng có thể hôm nay họ làm được, nhưng mà trong tương lai họ làm được thì sao? Thì mình quen một người bạn còn hơn người thù. Cho nên mấy con cũng đừng có nhắc về chuyện đó. Nhưng mà mấy con coi lời qua nói lại á, sư phụ rất là thật tình. Sư phụ lúc nào cũng liệu cơm gấp mắm không à, không? Nào mà cơm nhiều thì mình ăn mắm nhiều đó. Nó mặn chết sao lên máu á. Không có gì mà giấu mấy con á. Nếu mà sư phụ mà có gì làm sai họ chịu cũng không nổi với thằng ngay với ngăn kế bên nữa. Đủ lúc nào cũng để mấy phim nghe mà. Sư phụ là thiệt dữ lắm, nó quá thiệt luôn nữa. Và có những tổ chức người ta làm gì, mình từ thiện đó mình phải pay up, mình không có thể mượn nợ nhà băng mà làm từ thiện đâu. Cái đó Phật đâu có chứng. Sư phụ làm với cái lòng thành á, chán từ xin măng sư phụ phải đó cái dấu chân còn á, tức là mình phải làm cái tâm của mình kìa mới gọi là từ thiện. Còn cái kiểu mà từ thiện mà mượn nhà băng này nọ cũng trời. Thà thu để mảnh đất chống là 500 mẫu tặng cho mấy cộng đồng Việt Nam, sau này ai có dư tiền thì người ta lên xây gì xây. Đời cái số phụ là
như vậy mình có chỗ mình ngồi đây là úy, dưới gốc cây là úy. Những thế hệ sau, những nhà lỗi lạc của thiên tâm sau, họ có building, có đại tử sau á, có phước nằm ở trong ballroom rồi có gạch granite rồi ở trên này ha, điện cha bự hơn. Bây giờ sư phụ cũng không có giàu như là những đại gia, thì cha với mẹ, mẹ thì cái điện của mẹ thì bự hơn chút, được 350 square feet, tính ở Việt Nam cũng khoảng 3 mấy mét vuông, phải không? Đâu có bự đâu, gạch được cũng bể nát ở trên nó, đi vô còn lụp sụp nữa. Còn điện cha trâu, mỗi lần mưa vô á, nước nó ngập ở trong cái điện cha, mà điện cha không có tới nhiêu ta, không có tới 5 mét vuông nữa. Mà nhưng mỗi lần vô hộ vô mà vấn an cha đó, nhất là ngày lễ hay là tuần hay tuần vô hộ, mỗi tuần thì hộ vấn an mẹ và vấn an cha. Vậy mà cha hiện vô, cha hay lắm, cha của mình thần thông siêu quá ra, cái điện ở trên nó nhỏ vậy mà bự như một cái cung đình vậy, nó magnify ra 3D vậy đó. Đứa nào mà coi mấy cái phim khoa học giả tưởng á, mà vô một chút xíu á, mà nó bự vậy, thấy cái điện cha vậy á, ở trong cái nó bự khủng lắm, mà đẹp dễ sợ đẹp. Mà khác hơn cái là, thí dụ như thường sư phụ làm nước trà trước, làm nước trà hiệu 403 đó, trà gì á, thụ rồi xong rồi là nó mấy gì cầm cái ly cũng thưởng thức trà cho mình, cầm lên luôn á, chứ không phải cái ly mình để trên bàn là nằm bàn đâu. Thì cũng được, tại nhờ cha có thần thông cha biến, chứ con không có tiền con biến kiểu đó. Con ngầu lắm á, giống như bữa là ngày với cha thụ ở đây, thụ kêu cái đệ tử vô đó, cha đứng trọng, đứa nào mà vô đốt cái nhang là cha xá tội. Tại vì cha biết ở trên kia nhỏ quá, với lên cao cha sợ té nguy hiểm. Mình ở đây sư phụ là nửa người phàm, thì sư phụ đang nói tiếng phàm, còn nữa là thiên tử là thánh. Thì sư phụ có hai cái xã hội, mà thường là sư phụ xuống đời này thuộc chả màng gì cái thân này, cũng chả màng về tài sản, thuộc chỉ làm sao miễn cha mẹ vui và đem tất cả họ thiên các con về trời, đó là mục đích chính của thuộc. Ra ngoài ra không có gì hết, cả cái nước Việt Nam cũng chả có gì gọi là hứng thú nữa. Nhưng mà mấy vị nói bây giờ con không làm ai làm, người phong thánh Di Lặc làm vua. Hồi xưa trong kinh điển nói sao là vậy chứ, không có vô hộ 4.5 triệu đảng viên đó, tụi nó đó bị học tập cải tạo, bị nhốt ngoài Bắc cho ăn chuột ăn gián thì nó ăn nổi. Bữa giờ sống giàu có rồi, bị nhốt kiểu đó sao người ta chịu nổi. Qua sư phụ thì dễ, cho đóng mấy ông vô chùa Ba Vàng tam chúc vô đó ngày nào cũng hai thời kinh cho tôi là xong, đúng 3 năm đi ra. Nó vậy đó. Cái quan trọng là mình làm sao lấy ân báo oán, đó là quan trọng. Cho nên cái Thiên Việt ra đời ở cái thời đại này, đúng lúc này, là lệnh của Thượng Đế. Ai mà cả gan, mà có cái ý gì, mà hay là có cái gì mà đối nghịch đó, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Khi khởi tâm rồi lấy lại không có được. Người tính không bằng trời tính, không ai chốc lại cha hết. Bởi vì cái câu có câu gì ta, cái gì giọng giọng á, ở đây có mấy người lớn tuổi hiểu mấy văn chương vậy ta. Câu gì vậy, cái gì thiên la địa giọng vậy đó, tức là làm gì làm không qua lưới được trời đó. Trời ở đây có nhiếp ở đây nhà văn nho Việt Nam, sư phụ đọc qua hết rồi, nhưng mà nói chuyện liền này không có ra chữ thôi, chứ ngồi chút xíu là nhớ lại.
Còn nếu mà nói về tại sao chúng ta ngồi đây, tại sao chúng ta là dân tộc Việt Nam, một nước Việt Nam hiện bây giờ đang rất là nghèo khổ, bi cực, mà tại sao lại có một người như Hữu xuất hiện, và tại sao thế giới không có được cái ân phước là giống như bất cứ quốc gia nào, giống như miền cũng chưa, Lào, Thái Lan hay là những quốc gia nó cũng không có rẻ rác khắp năm châu như người Việt nữa. Người Việt mình tới Đông Âu nè, tới Úc nè, Canada nè, Âu Châu là khỏi nói, Mỹ nè, tính là khắp toàn cầu không có nơi nào không có người Việt lưu vong, mà ở nơi nào tất cả con cháu người Việt đều là học thành tài hết. Cái bằng mà thấp nhất cũng vẫn là cái bằng Bachelor, dịch cho tiếng Việt Nam là gì ta, đại học hả, cử nhân hả, à cái bằng tệ nhất cũng là cử nhân, mà cử nhân là cử nhân thứ thiệt có nghe, chứ không phải cử nhân mua bằng bao thơ. Tụi nó cũng một trình độ rất cao siêu, thấy con chứ không, trời ơi, nó mới học lớp 5 thôi mà đọc cuốn sách dày nè, tưởng đọc cuốn vậy, ghê vậy đó. Mà tiếng Mỹ á, thì tại sao mình lại có phước? Mấy con nước Việt á, trăm họ đó, phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mình, mà cái người thừa hành đó là Đức Thầy. Không có Đức Thầy sắp xếp trong cái cơ vận đi 5-700 năm nay, từ lúc mà mang sắc phàm, ông thưa ông Lưu Bá Ôn, lúc đó là phò Chu Nguyên Chương phải không? Rồi từ thời xưa Đức Thầy cũng là mang sắc phàm, là ông Khương Tử Nha, phò sư phụ là Châu Văn Dương thời xưa, Diệt Chủ Dương. Rồi qua tới Việt Nam, tức là Đức Thầy là người xuống thế gian sắp xếp mọi chuyện, nhưng mà ý chỉ vẫn là của cha, để rải gác tất cả con cháu lạc hồng khắp năm châu, để mục đích cuối cùng để lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa là hội Anh Tài đó, hội Thiên Việt đó. Hội Thiên Việt tức là hội Long Hoa đó, để cho họ gom lại, để mà những cái người yêu nước, để mà làm cho một cái đất nước thành cường quốc cường thịnh trong tương lai. Cho nên Thiên Việt là hội Anh Tài, chữ Anh Tài dịch thành hội Long Hoa đó. Nhưng mà trong kinh điển ngày xưa đâu có nói rõ. Thì cha là người ra cái lệnh, thì cho nên năm 1979 có một thằng nhóc cũng chả biết tương lai mình đi về đâu, rồi một buổi chiều mặc cái quần xà lõm cà lơn cà tơn đi ra, rồi có cái bà già khóc bà hụ hỏi con muốn đi vượt biên không, bà nói má muốn cho con đi đâu rồi đi, má có chắc phạm từ từ đó mới ngồi đây. Chứ còn ở Việt Nam á là thôi, một là bỏ mạng ở chiến trường Campuchia rồi, lúc đó tôi 13-14 tuổi, sắp sửa đi nghỉ dù. Hai là hôm nay thành đảng viên cao cấp, sân trước sân sau đầy mình rồi, bị nhiễm trần. Xuống đây chúng ta dễ bị nhiễm trần lắm, là tại vì thân tứ đại mà, mắt mũi ngửi rồi, ngửi mùi thơm của mấy cô rồi, hay là ở bên đó là con phải sống theo đàn, con không có thể khác hơn người ta được. Thì cho nên mẹ mới thảy sư phụ xuống thuyền đi. Thì những cái đợt đầu tiên mà là sau năm 1975, nói về năm 75 không có chết chóc nhiều, khi xe tăng làm sạch cái cổng hàng rào của Dinh Độc Lập, đó là vì mẹ can thiệp vào cái thời đó, không có để cho nhiều chết chóc, cho nên ở ngoài kia bộ đội bắt Việt vô rất là thuận lợi, không có số lượng người nhiều chết. Thì người đầu tiên mà được đi là trên nóc tòa tổng lãnh sự quán của Mỹ, trực thăng nó bay ra để các hạm đội đậu ngoài, và kế đó là những chiếc tàu đậu ở cảng Sài Gòn là Trường Xuân đồ này nọ. Rồi sau đó là người mà bị trễ, là tức là mỗi một tiếng đồng hồ là hoàn cảnh nó khác phải không. Rồi có một cái bà gọi là xứ ngôn viên gì Mai Ta Mai Liên hả, hả Mai Liên. Rồi sau đó bà chắc bà đang đọc đài phát thanh, cái bà chạy không kịp, cái nhà bà có chiếc bo, bà thấy ba đứa con xuống bo, cái bà chạy đi ra hướng Vũng Tàu ra,
thầy con bả đi tiểu vậy đó, văng một đứa xuống biển chết queo. Rồi đến lúc mà bả ra tới ngoài đó thì hết xăng, tại bó bó chạy hoài hết xăng thôi. Rồi cái bà thấy chiếc chu thiền của bà nữ hoàng anh thập thọ ngoài đó Hồng Kông á, đi qua đó, tại thời xưa Hồng Kông là của nước Anh nha. Rồi bà lấy cái áo cọc xê của bà quay như nè, gọi là cái áo mà lượt cà phê của mấy chú bộ đội những ngày đầu á, bà quơ quơ thì ngoài kia mới thấy, kể ra bà quơ dễ mà. Thì từ đó chúng ta ngồi đây thì cũng phải hôm nay cảm ơn chị Mai Liên nha. Vỗ tay chị Mai Liên, nhờ cái áo cọc xe của chị mà chúng em mới được đây. Tại vì bà nữ hoàng anh bắt ra lệnh thằng Mỹ và thế giới hãy đi qua tất cả trại tị nạn Đông Nam Á để rước hết những tiền nhân qua Mỹ, chứ để người ta khổ đâu có được. Thì đó là những ngày đầu 75, tức là khoảng ngày 1 tây tháng 5 nữa không, khoảng đó. Trời ơi, người ta đi với nhau dục tiền, dục xe ông ra, dục đầy ở ngoài đường phố Sài Gòn, mà coi lại phim cũ khủng hoảng luôn, chẳng ai ham muốn gì sự sống, nhà cao cửa rộng chẳng cần luôn, chỉ cần cái bịch đồ thôi. Cái này để cho những cái thế hệ bây giờ phải hiểu tại sao người ta phải khủng hoảng như vậy. Không có lý do gì người ta đang giàu có ở cái nhà biệt thự giàu có mà người ta lại bỏ hết, chỉ mang cái vali, cái vali sách cũng không được á, bộ đồ như cái không có nữa. Sư phụ mà đi lên á, sư phụ chỉ có cái quần xà lỏn thôi con. Đây nè, có quần xà lỏn gì thôi à. Mà mặc cái quần này á, phải ngủ tới ngủ lui 3 tháng trời á, mà bị ướt. Thì những người nào mà còn được cái bộ đồ thứ hai là người đó có phước á. Thằng này sư phụ nuôi nó từ nhỏ. Nó vậy đó. Tướng ốm, Việt Nam đâu có thiếu dinh dưỡng. Trên ai cũng kêu là dò điện á. Chứ hộ có một biệt danh là dò điện, thiếu dinh dưỡng. Thôi mình đang nói chuyện sáng chị Chim Hiền được ra hải ngoại. Rồi sau cái đó rồi tới Tàu Trường Xuân đó không? Tàu Trường Xuân quá trời, ông đó ông tâm tốt á. Ông vô ông rước người mình đi, cho nên trước đó qua rất là nhiều về hướng Hồng Kông. Nhưng mà song song có những người bất hạnh đi từ những cửa miền Tây, những chiếc xuồng gió giọt hay những cái ghe tâm bản đó, phải ghe chạy ở ngoài biển đâu, thì bị sóng á. Cho nên khoảng 1.7 triệu người chết ở dưới lòng đáy biển, vòng vòng nước Việt. Khoảng 1.7 triệu người chết á. Mà một cái lịch sử lớn khổng lồ mà nhân loại, mà cả người Việt Nam cũng không ai hiểu. Công nhận á, thì cái chiếc thuyền nhân đang đậu ở dưới chân Long Sơn. Con biết thời xưa đó, mà ma đó, mà ở trên cái mặt biển vịnh Thái Lan á, ban đêm mà tàu đi á, mà nghe tiếng khóc với tiếng than á, tiếng của đàn bà phụ nữ khóc á, rền luôn á. Bộ ma cũng biết khóc chứ, ma cũng biết than. Rồi lâu lâu thấy có chiếc tàu có ánh đèn tàu mập mờ á, là biết người Việt Nam của mình cũng chạy theo kế bên, nhưng mà không còn cái thân nữa, nhưng cũng cho con đi ké vượt biên ấy nghe. Thì ngày nào, mỗi một ngày đều có những chiếc tàu đi viên từ Gạch Giá, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu đi bọc qua Mã Lai với Thái Lan đó. Trôi ở cái vùng biển đó mà. Thì lúc đó có sư phụ trên một chiếc tàu. Cái đó mình kể rồi, không kể nữa. Nhưng song song á, rất là nhiều tàu còn bi thảm hơn. Thì lúc đó Phật Bà Ngâm mình nè, mới hiện lên. Hiện lên đứng trên lưng cái ông rồng mà hiện bây giờ đang hội sư phụ á, gọi là Quỳnh Long á. Ông hiện giờ đang coi điện Thái Hoàng Thiên ở bên Việt Nam á, là ông đó. Lúc xưa đó, ông tu ở núi Nam Du. Cái lịch sử mà ông sư phụ biết. Đến khi mà sư phụ xuống trần, thì xưa Xích Long với Bạch Long và những vị rồng khác, mỗi một vị rồng có nhiều vị rồng nhỏ nữa mà sư phụ, họ không có internet, không có communication, tức là không có nói chuyện với phụ, thì phụ không có nói. Nam Long, rồi Thanh Long, đủ nhiều long lắm. Nhưng mà sư phụ đang nói riêng cái ông rồng mà cổng Phật Bà Ngâm á, ổng hồi xưa là ổng cũng tu, cũng đã thành Bồ Tát rồi, mà ở cái đảo Nam Du mà ở biển Việt Nam, Nam Du gần Phú Quốc á, thì người ta chụp được cái hình đứng trên ổng, thì ổng cũng có cái công cứu thiền nhân đúng không, thì cha phong cho ổng theo Phò Thiên Tử. Thì đến năm 2017 hay gì đó,
Thì ổng ra ổng trình diện sư phụ, thần là giống như lính mới vậy đó, tại Thích Long lính cũ theo sư phụ từ nhỏ, được thượng đế cho theo hầu thái tử. Thì ổng là một ông với một cái ông mà sống ở trên cái hồ trước mặt Phật Di Lạc của ở trên núi Cấm á, thì có ông nữa, hai ông. Thì cho nên bây giờ là ổng đang cạnh điện Thái Hồng Thiền, Thích Long và Anh Long ở núi này. Thì cái ông đó được cũng như có chức sắc rồi, được cha cho làm cái nhiệm vụ là có chức sắc. Chúng ta cũng vậy, mấy con cũng là tiên chúng trên trời. Hôm nay mấy con theo sư phụ đây như vậy, làm những chuyện độ chúng sanh vậy. Mỗi cái máy này á, là độ biết bao nhiêu á. Thì khi mình về chảnh á, mình cũng có chức sắc, nó cũng như cảnh sát hay là me, làm thị trưởng hay này nọ. Chứ tiên chúng là chỉ là vui với chơi thôi, mà mau hết phước lắm. Còn có chức sắc á, thượng đế cũng phát lương nữa nha. Làm ở trên trời cũng có phát lương, mà lương không phải là tiền như chúng ta. Lương nó cũng dạng giống như, không có giống như kiểu Bitcoin. Bitcoin là kiểu của thế gian ma quỷ. Ở trên là cha cho công đức vậy đó, cho energy á. Thì cái công đức nó lớn hơn. Thì mình ở trên trời, thí dụ như một tiên chúng bình thường, ở đúng nghìn năm, phải xuống đây chịu khổ, lấy thằng hũ mềm hay lấy hũ mắm nó hành, rồi bắt đầu về trở lại biết tu mới về nghe. Còn chống cự lại á, là chết luôn á, là bị đọ nữa. Tại vì mình phải giữ lại á, là mình phạm nghiệp. Thì ngàn năm. Nhưng mà ở trên kia những cái tiên mà có chức sắc á, là họ có thể sống 10.000 năm. Tại vì họ đang làm việc, họ phải quản lý cái tiên chúng. Ở một cái xã hội nào cũng đều có người lớn người nhỏ trật tự. Chỉ có cái chỗ của sư phụ là ở tầng đại la thiên của cha mẹ là bất khả xâm phạm. Cõi đó không có thời giờ, không có già, không có chết, mãi mãi. Thì những người ở cõi đó chỉ có đi xuống thế gian để làm những cái nhiệm vụ lưu truyền cho nhân loại một bài học, để cho nhân loại gần gũi với thượng đế, với tâm linh thôi. Mục đích sư phụ lên nói tất cả những cái gì mà trong kinh điển không có, để mang nhân loại gần với về trời thôi. Tại vì họ phải hiểu thì họ mới biết. Ngoài cái xã hội của chúng ta còn có một cái xã hội rất là vi diệu, tinh vi, và con người trên đó không có ai hơn thua ai hết. Ai cũng là người hiền, ai cũng là người đẹp hết. Chẳng có ai mà tức nghe trên đó không có cần thi hoa hậu, không có cần thi model gì hết chứ á. Ở trên đó tiên chúng ai cũng biết ca hết, không có ai ca dở hết chứ. Đứa nào mà ở trên rồi xuống đây quẹt quẹt cái microphone là dài 3 tháng là biết ca. Còn có những người không biết ca thì ở cõi khác, lạc vô đây mình không biết. 6 triệu chim hiền gửi ra hải ngoại là nhờ thượng đế. Nước Việt có một cái phước, đại phước. Tại sao phải gửi đi? Tại sao sư phụ phải xuống tàu đi vượt biên? Đó là để trở về lập cái hội Long Hoa, hội Anh Tài, hội Long Vân, cùng với Đức Thầy, tức là sư phụ với sư phụ, để mà làm lên một cái xã hội rất là hiền hòa, an bình, giàu có trên mảnh đất hình chữ S. Sau này sẽ đổi thành hình con rùa, nó bự hơn. Chắc lúc đó thụ giàu ha, đi mua phi ha, đi mua miên, mua lào, mua thôi chứ mình bỏ xe tăng qua thì mất công tốn đạn. Cũng giống như Puerto Rico hay là Jamaica rồi của Mỹ nè, nó muốn sát nhập cái nước nó vô Mỹ, Mỹ đâu có chịu, thấy không? Còn mình dùng tiền mình mua, với mình phát qua phe, mình phát tiền cho dân miên là tự động đưa cái đất để mình dạy nó khôn hơn. Tại bề trên nó không có tính theo mảnh lãnh thổ của đất này. Đất này là của Phật mẫu, nguyên quả địa cầu này của mẹ. Quả địa cầu này không thuộc về của người phàm chúng ta. Người phàm chúng ta chỉ là mượn để tạm dung thôi. Bây giờ con đi, con đi xe lửa hay đi tàu ngầm, cái chạm ga đó đâu phải là của ai đâu. Cái đó là một cái phương tiện thôi. Cái đất này nó là một cái phương tiện cho chúng ta thôi. Nhưng mà thật sự là của mẹ và của sư phụ và của cha. Ba người
cùng với anh em của sư phụ xuống đây thành lập cái quả địa cầu này nhiều triệu năm về trước. Nhưng mà mình nói vậy thì người ta hiểu không tới. Đó là sự thật vậy đó, của người, của trời, của mẹ. Bởi vì mẹ mới đứng trên trái đất. Chứ bây giờ á, ai mà dám cả gan làm cái tượng đứng trên trái đất. Không biết cái tượng mà làm ra cho nhân loại mà để mà thờ cúng, mà để tôn hùng á, nó phải là một đại cực kỳ vĩ nhân người ta mới làm tượng, đúng không? Cũng giống như người phàm cũng vậy. Một ông tướng hay một nguyên thủ quốc gia rất là giỏi, giống như ông George Washington hay Columbus thành gặp nước Mỹ, người ta mới làm tượng. Sau này người ta đâu bây giờ làm tượng Biden đâu con. Bây giờ con nghĩ tượng Biden người ta có làm không? Không bao giờ. Trừ khi ma quỷ nó làm lên một cái biểu tượng mà không có thật, để cho người ta ngu muội, người ta tin theo. Đó có ông râu dài dài, không có thật, nó cũng là tượng. Cho nên cái làm cái tượng rất là quan trọng. Chứ khi không sao, ông trận đạo mình có tượng, Hề Lê Việt, Ngài Nguyễn Công Trực, rồi Đức Thầy mình có tượng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông có tượng, chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh có tượng. Cái tượng nó quan trọng lắm đó nghe. Cho nên sư phụ nói trước là nó nhiều lần rồi, cả trăm lần rồi, không tới trăm lần, vài chục lần. Lần này lần cuối cùng sư phụ nói, sau này tất cả họ thiên trên thế giới năm 2024 hay là tới năm 4044 luôn cũng không có được làm tượng Thiên Tướng Kiệt. Thương sư phụ chỉ để cái hình treo trên nhà như bạn thôi, nhưng mà kêu là sư phụ tới. Tại sao sau này cũng như mấy vị siêu lắm. Hiện bây giờ toàn nói không, nguyên nữa không, kêu lại phụ tới rồi. Hú hồ chi là không còn sát phàm cho phụ tới lẹ nữa. Để sát phàm nhiều lúc mà hôm ca mệt về ngủ, mà kêu cái cũng phải gác đi. Không có được làm tượng. Là gì? Sư phụ là con trai, sư phụ không có ngã mạng. Và đồng thời á, phụ chỉ là người truyền tin. Cái đạo thiên tâm chúng ta là cái đạo của Phật Di Lạc. Ở trên trời có hàng nghìn năm trên đó rồi. Ngài là giáo chủ thứ nhất, sư phụ là giáo chủ thứ hai. Còn cái danh từ thế gian này á, có Di Lạc hai, Di Lạc ba vậy á, an cư di, di là sống của đời sống, lạc nghiệp gì đó, sư phụ là số hai. Cái nào của sư phụ là của sư phụ, cái nào không phải sư phụ nó không phải. Nhưng mà xưa á, ba cái đinh đó là thiệt á, xuống đầu đóng màn phim có ba năm thôi mà dễ lắm. Trời ơi, 30 năm mà đi vòng vòng mà khổ rồi. Chứ 3 năm rồi đi à. Để cho thức tỉnh nhân loại thì cái đó ok. Nhưng mà kiếp này á, là cha cho khác à, khổ đã qua rồi à, lập đạo rồi à, cái đạo đã ra đời, giống như cái hạt giống á, nó ra rồi. Cái thiên việt hôm nay về phần đời bắt đầu nó cũng mọc lên rồi. Chừng vài năm sau á, con sẽ thấy thiên việt. Nhưng mà sư phụ nói rồi, tưới nước ít ít thôi, đừng tưới nhiều quá. Mấy con tưới bên thiên tâm thì ok, để mình không có ảnh hưởng anh chị em mình bên kia, bên nào ra bên đó. Chủ yếu thiên việt là bên hải ngoại, để những nhà lỗi lạc á. Thí dụ như những đảng viên về hưu mà có lòng yêu nước, họ cũng du lịch qua Mỹ được chứ bộ. Lên núi Thiên Long Sơn gặp lén sư phụ, rồi bắt tay một cái, xong anh giữ chức làm gì đó, âm thầm cũng được. Thì còn thiên việt nó không có liên quan đến chuyện tu hành. Tu hành là khuyên ăn người ăn hiền ở lành. Còn bên kia nó có phần chính trị trong đó. Nhưng mà đa số mấy người làm chuyện không đúng đó, có tịch hay ruột rịch đó. Nó mà có bản số xe của chút xíu thôi mà nó mồi cái lời qua tới Đức, nó đem ông Thanh về. Ồ, mấy người làm chuyện xấu có tịch ruột rịch lắm, gì cũng sợ hết. Nhưng mà những người đó họ hàng lớp lớp, họ không có sống tuổi thọ cao, họ bị mấy gì phạt về giữa đường gãy gánh hết. Họ ma diệt ma quỷ diệt quỷ mà họ đi ăn hiếp dân lành, thì những đảng viên khác, những bè bạn của họ lại đi ăn hiếp lại họ, bắt lại họ. Họ không có đối với một cái hệ chế vô thần, họ không có nhân tính, họ không có đồng đội, họ không có tình bạn hữu và họ không có tình người.
họ chỉ có quyền lợi và cá nhân và hận thù và oán ghét thôi. Cho nên hôm nay là bạn với nhau, nhưng mà mai tao biết mày có nhiêu tiền á, tao kêu người ta tới gõ cửa nhà mày. Đó là thể chế vô thần, nó dạy ra những con người không có chung nghĩa là như vậy. Cho nên bây giờ đâu có ai tin đảng, đảng chẳng tin lãnh đạo, lãnh đạo không có tin thể chế nữa. Đó là sự thật đó. Nên ma mới gọi là, về bề trên nó mới gọi là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Chúng ta đâu có giống vậy đâu. Sáu triệu chim hiền là sáu triệu chất xám, mỗi năm đẻ ra chừng vài trăm ngàn chim non với ông trứng non, rồi nó ấp ra thành ra chim hiền con, toàn là chất xám không à. Rồi cái tệ nhất nãy mình nói rồi đó, tệ nhất là cái bằng lớp 12 của Mỹ cử nhân, là còn hơn là có nhiều ông lãnh đạo Việt Nam mà chưa thấy học chưa tới lớp 4. Sư phụ học lớp 4 của Việt Nam là lúc đó tuổi sư phụ nhỏ, sư phụ làm ruộng nghèo. Qua đây sư phụ học lại tiếng Việt, cho nên bây giờ mới nói được tiếng Việt. Bây giờ người ta nghe cái tiếng Việt của sư phụ, đâu có ai biết sư phụ học lớp 4 Việt Nam đâu. Thì sư phụ viết chính tả nào cũng đúng rồi đó. Học lẻ mà. Người trời học cái gì cũng lẻ. Giống như ông Trump á. Ông sư phụ đâu biết làm chính trị. Có 2 năm thôi giờ ông là chính trị lỗi lạc, cao siêu luôn. Trump Museum luôn, tức là cái hệ thống của ông là lo cho dân tộc chứ không có lo cho phe phái. Còn sư phụ là cũng y như vậy đó,